hoãn dừng tất cả các cái công trình không cần thiết, tốn kém tiền của nhân dân. Bây giờ đi xây dựng những cái thứ mà nó không ảnh hưởng, không có có cái giá trị đối với nền kinh tế. Bây giờ chúng ta phải đi xem xét cái gì là cái phục hồi cho nền kinh tế đây. Sau đại Covid thì chúng ta phải làm cái gì? Chứ bây giờ chúng ta cứ đi xây những cái công trình nọ, công trình kia mà nó không có giá trị, chỉ tốn kém tiền của, tốn kém ngân sách. Chỗ này đề nghị là Ủy ban Tài chính Ngân sách, các đồng chí cũng phải có cái ý kiến thẩm tra rất rõ ràng. Vấn đề thứ tư tôi đề nghị là chúng ta đã có một cái bài học về phòng chống tham nhũng. Chỗ này là phải rất rõ ràng về công tác phòng chống tham nhũng. Ông Lưu Bình và cũng đề nghị này, các cái cán bộ công chức nào mà có cái tính xấu ấy lên cái kế hoạch tham nhũng thì đề nghị chúng ta phải dừng lại ngay. Bây giờ là trong cả coi như là thời Covid mà cũng còn tham nhũng rồi, cũng không thể nói là dân người ta không thể chấp nhận được. Vấn đề thứ hai tôi muốn phát biểu là cũng xin báo cáo Quốc hội, đây nói một cái cách rất là thẳng thắn, rất là đau lòng, bởi vì tôi là một trong những người mà làm công tác pháp luật mấy chục năm nay, đã từng tham mưu cho công tác cải cách tư pháp. Ngày mấy ngày hôm qua là nhận được rất nhiều tin nhắn, điện thoại rồi ấy của các cái đồng chí, kể cả các đồng chí cán bộ rất cao cấp của Đảng Nhà nước đã về hưu gọi cho tôi. Và họ nói như thế này này, chưa từng bao giờ thấy cái niềm tin đối với nền tư pháp Việt Nam nó thấp như bây giờ. Đừng có, họ nói như này, đừng có đi bào chữa. Các anh đừng đi bào chữa. Tất cả những cái vụ án vừa qua, xin thưa Quốc hội, tôi đã ngồi cả đêm để đi đọc, để xem xét từng cái bản ảnh của vụ án Hồ Duy Hải. Có rất nhiều những vấn đề liên quan đến công tác tố tụng tôi phát hiện ra. Hôm nay tôi không muốn nói ở đây, không có thời gian. Nhưng phải nói rằng những sai lầm của tố tụng, sai lầm của tư pháp thì đừng đổ lỗi cho những người như đại biểu Quốc hội là người ta làm dối. Đại biểu Quốc hội phẩm chất không bao giờ đi làm dối đất nước này. Nếu không có đại biểu Quốc hội phát hiện ra những điều đó, không có kiên quyết những vấn đề đó, thì liệu các đồng chí có đàng hoàng để làm không? Cho nên tôi đề nghị như này này, tất cả chúng ta cần phải có một cái sự giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với công tác tư pháp, và đề nghị có một cái chuyên đề riêng về giải quyết những cái vụ án nghiêm trọng của tư pháp này. Thời gian thì rất ngắn, tôi xin phép được phát biểu hai ý kiến như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội.